Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều thanh niên trên địa bàn quận Hoành Sơn đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng những mô hình kinh tế sáng tạo hiệu quả. Điều này không những khẳng định được ý chí tự lực của thế hệ trẻ hôm nay, mà còn khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên đối với hội viên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Lê Thị Ý Loan, phường Khuê Mỹ, Huỳnh Thanh Linh, phường Hòa Hải, với quyết tâm và bản lĩnh của thế hệ thanh niên dám nghĩ, dám làm, họ đã mạnh dạn khởi nghiệp trên chính nơi mình sinh ra và gắn bó. Trên hành trình khởi nghiệp đó, họ luôn nhận được sự đồng hành của hội thanh niên các cấp về hướng dẫn thủ tục vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nguồn vốn và đặc biệt là sự có mặt kịp thời, động viên, ủng hộ và đóng góp ý kiến trong xây dựng và phát triển cơ sở. Những gian nan khó khăn từ đó cũng vơi bớt phần nào. Nói chung thì em cũng suy nghĩ rất nhiều để khi mà mở ra thì sau này cũng nhờ mấy anh em động viên hỗ trợ, hội liên hiệp thanh niên đều cũng hỗ trợ về tinh thần và vật chất để em có tinh thần để mở tiệm. Trên cơ sở tận dụng nguồn lực sẵn có tại địa phương, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đã triển khai áp dụng nhiều mô hình khởi nghiệp theo hình thức hợp tác xã. Cụ thể như Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hòa Quý phối hợp với hợp tác xã nấm Tây An giúp thanh niên được tiếp cận và học tập thực tế việc nuôi trồng nấm. Từ đó giúp mỗi thanh niên định hướng và tạo cho mình ý thức trong việc tham gia phát triển kinh tế của gia đình, của địa phương. Đồng thời, mô hình này hứa hẹn sẽ là giải pháp hữu ích trong tập hợp đoàn kết thanh niên đến với tổ chức đoàn hội. Việc tập hợp thanh niên trong cái việc phát triển kinh tế tập thể giúp cho cái việc tập hợp cũng như là việc tham gia đoàn của các cái đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường có cái sự đoàn kết gắn kết hơn với nhau trong cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ của địa phương. Cũng tiến tới xây dựng thành lập các hợp tác xã, các tổ hợp tác về thanh niên khởi nghiệp rồi thanh niên phát triển kinh tế, từ đó để tạo ra cái một cái phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp mà trên tầng lớp thanh niên. Hàng năm, các cấp hội thanh niên quận phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ hơn 1.500 thanh niên có việc làm, tín chấp vay vốn hàng tỷ đồng để giúp cho nhiều thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Từ đó góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.